tiếp tục vào việc anh chị ơi, giảm 800 nha. Rất là tâm huyết quý anh chị ạ, xây lên để ở nhưng mà bây giờ có nhu cầu nên cần phải ra thôi quý anh chị ạ. Căn nhà hoàn công, nhà hai mặt tiền, nằm trong khu dân cư bao đẹp đây. À, chỗ đây là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, cách thủ đức của mình chỉ có 6 km thôi, còn qua làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là 3 km quý anh chị. Một trệt 2 tầng lầu và đúc 3 tấm quý anh chị nha. Lợi thế nhà hai mặt tiền của mình nha, đó nguyên cái vỉa hè trải dài hai bên đường luôn quý anh chị ạ, rất là rộng rãi và thoải mái quý anh chị nha. Căn này là chính chủ xây lên để ở quý anh chị nha, nhà rất là kiên cố, mới xây được khoảng 1.5 năm thôi quý anh chị. Hiện trạng bây giờ đang cần ra gấp là 4,7 tỏi, bao hời luôn quý anh chị. Căn nhà hai mặt tiền nằm trong khu dân cư và nhà hoàn công. Không có đâu quý anh chị ơi, không có căn thứ hai đâu. Anh chị mà yêu thích là phải đi xem sớm mới còn anh chị nha. Ngang 5 này quý anh chị, dài 15, tổng là 67m và thổ cư 100% quý anh chị nha. Căn này thiết kế theo kiểu không gian mở nữa quý anh chị. Một khu vực phòng khách được trải dài từ khu vực này. Ở chỗ đây thì cầu thang để một bên nữa quý anh chị. Và trải dài sâu hẳn vào trong đây là khu vực nhà ăn của mình, nhà bếp của mình đây quý anh chị nha. Đó, tạo cho một cái không gian mở rất là thoáng. Nhà thì hai mặt tiền, có cửa phụ ra hai bên hông rất là đẹp luôn quý anh chị nha. Tủ trên tủ dưới làm bằng gỗ sồi, chất lượng ok quý anh chị nha. Nội thất nhà này là bao xịn sò luôn quý anh chị ạ, rất là đẹp nha. Đó, ở cuối đây là khu vực nhà vệ sinh và lối thoát hiểm 2m. Đây, chỗ này là lối thoát hiểm 2m đâu quý anh chị. Còn đây là nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt của nhà mình đấy quý anh chị ơi. Mời anh chị mình lên khu vực tầng lầu để cùng tham quan về các cái phòng ngủ ở phía trên của căn nhà của mình. Đây. Lầu 1 nhà mình sẽ có 2 phòng ngủ với 2 nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Đây, sẽ có 2 cái phòng ngủ như thế này quý anh chị, rộng rãi thoải mái này. Nhà vệ sinh khép kín bên trong này. Đó, ở trước đây là có ban công này. Đây mới là lợi thế của hai mặt tiền này quý chị. Ban công này rất là rộng nha. Mấy cái cửa này quý chị ơi, cửa sồi, gỗ sồi hết nha. Mấy cái cửa này là gỗ tự nhiên, gỗ sồi hết đâu quý chị. Đây cũng vậy này. Đó quý chị thấy không? Rất là đẹp nha. Phòng ngủ số 2 khu vực lầu 1 đó có nhà vệ sinh bên trong luôn quý chị này. Nhà vệ sinh này thì cũng giống nhà vệ sinh vừa rồi nha. Rồi bây giờ mình lên lầu 2 đi quý chị ơi. Mời anh chị. Lầu 2 rồi quý chị. Đây này, hai mặt tiền này quý chị. Nguyên một cái giải cửa sổ này quý chị thấy không? Rất là thoáng quý chị ơi. Đây là lợi thế cho những căn nhà hai mặt tiền bao đẹp luôn quý chị ạ. Đó, đây. Rộng rãi và thoải mái nha, nhà nằm trong khu dân cư bao đẹp luôn. Rồi, trên lầu 2 thì chỗ này có một cái sân giặt nhỏ nhỏ đây và khu vực nhà vệ sinh ở phía cuối này. Tiếp tục sẽ có hai cái phòng ngủ, thêm hai cái phòng ngủ nữa quý anh chị. Và nhà mình tổng tới 4 cái phòng ngủ quý anh chị nha, nhưng mà hai cái phòng ngủ ở trên cái khu vực lầu 2 này á, thì nhà vệ sinh ở phía ngoài quý anh chị nha. Đó, khu vực cầu thang nhà mình đây, cửa sổ đây, thoáng. Phòng ngủ số 4 đây. Vậy là tổng là có 4 cái phòng ngủ, hai phòng ngủ có nhà vệ sinh bên trong, còn hai phòng ngủ này là nhà vệ sinh dùng chung. Trước đây là phòng thờ. Phòng thờ và ban công phía trước nè quý anh chị. Đây. Đó. Rất là ok quý anh chị nha. Thì đây là một trong những căn nhà mà bao hời tại khu vực này, tại thời điểm này luôn quý anh chị nha. Rất là hời quý anh chị nha. Đó, khu dân cư đẹp như thế này mà chỉ có 4,7 tỏi cho căn nhà hai mặt tiền, không có căn thứ hai đâu. Anh chị yêu thích là phải đi xem sớm. Em xin cảm ơn.